Theo các nghiên cứu mới của giới chuyên gia y tế, việc tăng thời gian chờ giữa hai mũi tiêm cơ bản của vaccine COVID-19 bào chế theo công nghệ mRNA có thể giúp giảm nguy cơ mắc phải tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine. Theo hướng dẫn hiện nay của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC của Mỹ về vaccine COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA, thời gian chờ giữa hai mũi tiêm cơ bản đối với vaccine do Moderna sản xuất là 4 tuần và của Pfizer-BioNTech là 3 tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia của CDC hiện đang tranh luận về việc tăng thời gian chờ giữa hai mũi cơ bản lên 8 tuần sau khi có những nghiên cứu cho thấy việc kéo dài thời gian chờ có thể làm giảm nguy cơ bị tác dụng phụ hiếm gặp là viêm cơ tim. Trong quá trình đánh giá nghiên cứu từ Canada và Anh vào thời điểm vaccine khan hiếm, các nhà khoa học phát hiện tỷ lệ viêm cơ tim đã giảm đối với những người có thời gian chờ giữa hai mũi từ 8 tuần trở lên theo đó thời gian chờ lâu hơn sẽ giúp cơ thể có thêm thời gian để phục hồi từ phản ứng miễn dịch ban đầu của vaccine và làm giảm nguy cơ bị viêm cơ tim tuy nhiên hiện giới chức mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc thay đổi thời gian chờ giữa hai mũi tiêm cơ bản